Sáng ngày 12 tháng 7, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Kim Bảng sau khi xuất hiện thêm 2 ca bệnh COVID-19 ở xã Thi Sơn ngày 5 tháng 7. Báo cáo tình hình phòng chống dịch trên địa bàn huyện, đồng chí Lưu Trần Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bảng cho biết, sau nhiều ngày Kim Bảng không có ca bệnh COVID-19, đến đầu tháng 7 lại phát hiện thêm ca mới trong cộng đồng tại thôn 4 xã Thi Sơn. Liên quan đến ca bệnh, lực lượng chức năng đã điều tra, truy vết và xác định được 98 trường hợp F1, 871 trường hợp F2. Ngày 5 tháng 7, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Kim Bảng đã thiết lập cách ly y tế một khu dân cư thuộc thôn 4 với 12 hộ dân, 31 nhân khẩu. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được tăng cường ở mọi địa bàn dân cư, thực hiện kiểm soát chặt chẽ các đối tượng đi đến từ vùng có dịch về địa phương, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho người dân ở vùng cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch tại các chốt kiểm soát, duy trì chế độ trực 24/24. Toàn huyện đã thành lập được 787 tổ COVID cộng đồng với trên 1.000 thành viên, hoạt động tích cực, hiệu quả, tham gia cùng các lực lượng y tế, công an, quân đội, dân quân tự vệ, điều tra truy vết đối tượng liên quan đến các trường hợp F0, đưa nhu yếu phẩm đến tận tay người dân trong vùng cách ly. Lãnh đạo huyện Kim Bảng đã đề xuất với tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho huyện, tăng cường công tác xét nghiệm, ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng có nguy cơ cao, hỗ trợ hóa chất phun tiêu độc khử trùng để phun thường xuyên tại khu cách ly và 5 chốt kiểm soát dịch ở cụm công nghiệp trên địa bàn. Phát biểu ý kiến về những đề xuất của huyện, đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía Nam. Việc phân bổ vaccine COVID-19 cho Hà Nam thời điểm này hạn chế vì Trung ương dành nguồn ưu tiên cho các tỉnh bùng phát dịch mạnh như thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Tháp. Nếu Hà Nam có nguồn vaccine, sẵn sàng ưu tiên cho Kim Bảng tiêm cho các đối tượng có nguy cơ cao. Về kinh phí phục vụ chống dịch như mua hóa chất, đầu tư trang thiết bị và tư y tế, Kim Bảng cần có dự toán cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Liên quan đến việc đảm bảo an toàn dịch cho các khu cụm công nghiệp, theo chỉ đạo của tỉnh, Kim Bảng cần đánh giá cụ thể, chính xác nguy cơ lây nhiễm dịch ở từng cụm, từng khu, từng doanh nghiệp. Việc phun khử khuẩn tại các khu vực này nên giao cho doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện. Doanh nghiệp nào không thực hiện phải có biện pháp xử lý nghiêm túc. Phát biểu về công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Kim Bảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận nỗ lực phòng dịch của các cấp ủy chính quyền địa phương thời gian qua. Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch, tiếp tục ổn định duy trì các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Kim Bảng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, không chủ quan lơ là khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tập trung quản lý người từ vùng dịch về địa phương, đặc biệt phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng trong việc giám sát tình hình đối tượng có nguy cơ lây nhiễm dịch ở địa phương. Thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly tại khu vực dân cư đang phong tỏa. Lưu ý hoạt động của tổ COVID cộng đồng tại khu vực này giúp kiểm soát tình hình, nắm bắt thông tin dịch bệnh và cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ sản xuất để người dân vùng cách ly yên tâm. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 giao cho Sở Y tế cân đối nguồn để ưu tiên cho những vùng đang có dịch như Kim Bảng tiêm trước. Vấn đề quản lý các khu cụm công nghiệp cần bám sát các công văn, văn bản chỉ đạo của Trung ương, thống nhất với các khu công nghiệp, doanh nghiệp trong quản lý sử dụng hóa chất phun tiêu độc khử trùng. Để đáp ứng tình hình, yêu cầu cho công tác phòng chống dịch hiện nay, Kim Bảng cần tăng cường nguồn xã hội hóa để bổ sung kinh phí, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ chống dịch hiệu quả, kịp thời. Bên cạnh đó, huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cụm khu công nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp có đông người lao động với mục đích để động viên vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm chống dịch, tránh lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh còn khá phức tạp. Sở Y tế chủ động đội ngũ phục vụ tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình tiêm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm kiểm tra thực tế các chốt kiểm soát dịch ở thôn 4 xã Thi Sơn. Tại đây, đồng chí đã động viên các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ giữ chốt, cố gắng phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu cách ly và cộng đồng để địa phương sớm kiểm soát dịch bệnh, ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân.